Quả gì mà Adam và Eva bị cấm ăn vậy mọi người? Sai rồi nha, không phải là quả táo. Kinh Thánh không hề nói trái cấm là táo. Trên thực tế, Kinh Thánh không chỉ định bất kỳ loại trái cây nào cả. Từ gốc trong tiếng Do Thái là berry, có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau, từ trái vả đến quả nho và thậm chí cả lúa mì. Khổ thân Adam và Eva, như vậy thì biết quả nào ăn được, quả nào không ăn được, sao làm khó nhau quá vậy? Vậy nên ở thế kỷ thứ tư, học giả Jerome, người dịch Kinh Thánh sang tiếng Latin, mới dùng từ malus, nghĩa là quả táo, và cũng là quỷ dữ để chỉ quả của cây tri thức. Nhưng phải đến thế kỷ 17, nhà thơ người Anh John Milton dùng hai lần từ quả táo trong tác phẩm Thiên đường lạc lối của mình, đặt nền móng cho quả táo trở thành trái cấm cho đến tận bây giờ. Nhưng dù muốn dù không, Eva đã ăn trái cấm, và nàng có đáng bị trừng phạt?